À, xin kính chào toàn thể các anh em nhé, đang theo dõi video của em ngày hôm nay ạ. Trong video này em lên và giới thiệu chi tiết cho các bác về hai cái mẫu loa tầm trung nhé, được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Đặc biệt là hôm nay em có một con loa gì, con loa này là con Q92 này, thanh lý cho anh em giá hạt rẻ chỉ có 200 đến 300 nhé. Đấy, cái loa thanh, các bác nào quan tâm đến loa thanh lý để đây tí nữa em thanh lý ở cuối video cho các bác đấy. Còn trong video này em sẽ đi giới thiệu chi tiết cho các bác về hai món loa và phụ kiện nhé. Đây ví dụ bác nào dùng con loa 898 này, 998 pin lâu ngày nó kém, nó không tích điện nữa, nó không được bền bỉ như ngày xưa thì các bác có thể mua cái quả pin như thế này nhé. Quả pin như thế này thì là chỉ có xem nào. Pin như này chỉ có đây, quả pin này là pin thay trong loa nhé. Pin này là 120.000 một quả, đã bao gồm cước phí đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, về các bác có sẵn cái rác này, các bác chỉ cần cắm vào cái là ăn tiền luôn nhé, là được luôn đấy. Các bác cắm này vào pin nó lại bền như cái lúc mới, như cái loa mới các bác nhé. Các bác dùng liên tục khoảng 6 đến 8 tiếng không nói hết pin nhé. Các bác chỉ cần bỏ ra trăm hơn trăm kém thôi. Đây, tiếp theo em giới thiệu các bác cái món thứ hai thì đây là cái điều khiển nhé, hay một số bác gọi là cái remote đấy. Cái này thì ví dụ nhiều bác đi bị rơi mất này, bị rơi mất hoặc các bác dùng lâu quá nó bị hỏng, bị hư, bị lỗi, các bác mua cái điều khiển này về các bác. Đây, các bác nhìn nó giống nhau như hai giọt nước đúng không? Đấy, cái điều khiển này là hàng công ty chính hãng các bác nhé. Đấy, các bác mua cái điều khiển này giá là 150.000 nhá, 150.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em, phụ kiện đi theo cái điều khiển này, ở trong nó có thêm một cái quả pin nữa các bác nhé. Đấy, cái quả pin trong loa này là giá 120.000, điều khiển này 150.000 đấy, giá rất chi là rẻ. Đây, tiếp theo em giới thiệu luôn cho các bác về cái mẫu loa VKS998 đấy. Con này thì cái dòng loa này 998 thì các bác mua về đi đánh cua gáy nhá, cua gáy và chòe thì đỉnh của chóp đấy. Cái mẫu loa 998 các bác đánh hai con chim đấy thì đỉnh của chóp, các bác đánh tinh những con chim khác thì nó cũng đỉnh nhưng mà nó cũng không 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 đỉnh cao bằng hai con kia nhé. Vì sao? Các bác lưu ý cái con cua gáy và cái con chòe, cái giọng ngân nó rất chi là cao. Người ta thiết kế riêng cái loa 998 này để các bác chinh phục những con hai con chim đấy nhé. Ok chưa? Còn ngoài những cái dòng chim đấy, các bác đánh những chim kia cũng rất chi là ok, nhưng chim kia nó không phải thế mạnh của con loa này. Thế mạnh của con loa này để đánh cua gáy. Đấy, cua gáy và chòe. Con 998 này các bác dùng liên tục nhé. Con này các bác nhìn nhá, nhỏ gọn này, nhỏ gọn, pin bền. Đây. Chất lượng âm thanh thì khá là hay nhá. 998 này báo giá công khai cho anh em. Các bác nào lấy số lượng nhiều là 300.000 nhá. Các bác nào lấy lẻ một cái thì 400.000, ok chưa? Ví dụ các bác nào lấy khoảng 2 30 cái là lên ấy thì để cho các bác giá là 300, giá sỉ là 300, lẻ là 400 nhá. VKS 998. Đấy. Hàng công ty 2022. Đây, các bác quan sát vỏ hộp như này nhé. Đấy, các bác quan sát ở trong video như thế nào, đến nơi anh em nhận hàng như thế, anh em được quyền kiểm tra hàng đúng mẫu mã, đúng chất lượng, các bác nhận hàng thanh toán tiền cho shipper nha. Cái này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em một đổi một trong vòng một tháng. Ok, cái đồ điện tử này bảo hành cho bác một trong một đổi một trong vòng một tháng, lỗi kỹ thuật cho nhà sản xuất nha. Tiếp theo lên và giới thiệu cho các bác anh em cái mẫu loa thứ hai. Cái mẫu loa thứ hai thì trên tay em đang cầm đây là con VKS898 các bác nhé. Đấy, mẫu loa này là mẫu loa huyền thoại rồi các bác. Đấy, vì sao? Vì hầu như là các bác nào chơi, các bác cũng đã từng nghe nói qua hoặc các bác cũng sử dụng qua cái dòng loa này. Con này thì loa quốc dân nhá, trong tầm giá đấy các bác chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn thôi sở hữu ngay một con loa cao cấp VKS898 đấy. Cái này thì tầm tiền này nó thuộc phân khúc tầm trung các bác nhá. Đấy, nhưng nó vẫn đảm bảo đầy đủ các chức năng, ví dụ như nghe đài FM, Bluetooth, hát karaoke, các bác đi bẫy chim bẫy cò đều được nhé. Hoặc là một số bác thì mua về nghe nhạc giải trí. Nhiều anh em trước thì nuôi chim nhưng giờ không nuôi chim nữa thì các bác có thể thâu tiếng chim lên mà nghe đấy. Mỗi người có một cái thú vui đúng không? Bác thì có bác thì đam mê chơi lô đề, có bác thì bóng banh, có bác thì thích ong bướm, có bác thì thích đi nghe chim hót đấy. Đấy là sở thích của từng người. Ở đây nói về cái mẫu loa 898 các bác nhé. Cái mẫu loa 898 này thì
cực kỳ bền rồi. Nói về độ bền của loa nhá thì đã được chứng minh. Các bác dùng từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác, chỉ có thời gian là thay đổi chất lượng của loa và âm thanh không thay đổi theo thời gian đấy. À, nếu trong quá trình các bác dùng các bác thấy kém, các bác gọi lại đây em đổi cho các bác cái mới đấy. Em hôm nay chơi tất tay các bác luôn, thế là sòng phẳng. Thì hàng của em chất lượng nào em biết, em nhắm đảm bảo các bác nhé. Đấy, con 898 này thì bán cho bác giá cũng hạt rẻ 400 nhé. Hai con này đồng giá 400, các bác thích lấy con nào lấy nhé. Đấy, vì hai con này là nó cùng mâm đấy, cùng mâm với nhau thì giá rổ nó cũng như nhau. Quan trọng là bác thích chất lượng âm thanh to lấy con 898, nhỏ gọn thì bác lấy con 998 đấy. Mỗi cái thì hai con đều đẹp nhưng mỗi cái có một vẻ đẹp khác nhau đấy. Ví dụ ông này hai bác thích thấy hai cô gái đứng với nhau, một cô thì da trắng, một cô thì dáng đẹp, nói chung là mỗi cái đều một vẻ đấy, chứ không phải là nó như nhau nhé. Đây, ngoài em thanh lý cho bác nhé, con loa này con loa gì đấy nhỉ, Q92, Q92 thanh lý cho bác nhé, 300.000. Bác nào chốt thì gọi điện nhanh để vào việc, em có mỗi cái. Nếu mà bác nào gọi chậm thì em còn mỗi cái nịt, các bác thông cảm nhé. Đây, cái hàng này em cũng rất buồn khi phải thanh lý cho bác, vì thanh lý này là 300.000 là lỗ chồng vó ra các bác. Đấy, giá em nhập vào nó còn cao hơn như này rất là nhiều, giờ bán 300.000 này lỗ quá các bác. Đấy, em cũng hơi buồn về cái điều tồi tệ. Thôi, bán hàng thì không thể tránh được, em lại các bác khách bom thì bây giờ lại lộc lá đến cho nghe nhé. Đấy, cái này thì đây hàng nguyên đai nguyên kiện mới tinh, đồng hồ cho các bác xem. Con này thì bác đấy không lấy cái điều khiển đấy, thì bây giờ cái này em bán cho bác đến 500 loa loa mới nhé, loa mới không có điều khiển. Bác nào có điều khiển rồi thì các bác có thể lấy cái loa này, đây loa này, ở dưới này có cả túi đeo loa đầy đủ sạch sẽ cho anh em nhé. Con này em nói thẳng tình trạng luôn là nó không có cái điều khiển đâu, em bán cho bác đến 500.000, bây giờ về thanh lý cho các bác 300.000 đấy. Các bác các cụ câu chả bán chả sao, bán lại vốn theo ai mất rồi các bác đấy, khổ thế, số em nó long đong là đặt số vất vả các bác đấy. Đấy, thanh lý cho bác con loa Q92 này nhá. À đấy, đây sạc, đây sạc, đây có các bác nhá, có sạc có loa các thứ, thiếu mỗi điều khiển này. Bán cho các bác đấy 500 rẻ tốt quân này vẫn bị quăng, giờ lại về bán 300, bán 300 cho các bác nhé. Một con loa Q92 rất chi là xịn sò, mở lên bao ăn chim luôn nhé, chất lượng âm thanh thì hay đỉnh của chóp rồi, chỉ có 300.000 thôi. Bác nào muốn mua con này thì nhanh tay khỏi đến hai đầu số này của shop nhé. Còn bác nào chậm chân thì lại vào ôm mất lượt các bác đấy, các bác thông cảm nhé, vì cái hàng thanh lý em có mỗi cái đấy, nếu mà có nhiều là em chết chết kỹ các bác, may nó có một cái thì chết vừa vừa thôi đấy. Đây em thông báo giá lại nhé, con 898 này là 400 này, 998 này cũng 400 nhé. Các bác lấy lẻ còn các bác lấy số lượng nhiều nhé thì chỉ có 300, còn nếu các bác là mua hai cái trở lên tặng cho các bác một cái thẻ nhớ 4G trị giá 80, ok chưa đấy. Bên em đã nói rằng là các bác nào muốn mua thì nhanh tay gọi để chốt cái này giá rẻ, còn hai cái này là loa mới nhé các bác nhé, loa mới lúc nào cũng có sẵn là rất chi là nhiều đấy. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau, cảm ơn các bạn theo dõi video.